Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 378, chuyện có điều kỳ lạ. Minh Đế thoạt nghe lời của quận chúa Quý Thuận, trong mắt xẹt qua chốt kinh ngạc, việc này vốn không muốn dây dưa quá nhiều nhưng nếu thật sự có người đang tính kế sau lưng thì hoàn toàn không giống nhau thậm chí tại sao hai người tiết đông hàm và thẩm vân khanh lại hẹn gặp nhau lúc nửa đêm trong đó có lý do gì không muốn cho người khác biết tiết đông hàm đen mặt lại trong lòng cả kinh quận chúa quý thuận đã đoán được chân tướng người hắn hẹn đúng là thẩm vân khanh nhưng cũng không phải hai người quyết định gặp mặt hắn có dùng cách không quang vinh gì bệ hạ nhưng lời vừa nãy của thần là thật tuyệt đối không nói dối nếu Bệ hạ không tin hoàn toàn có thể tìm người đi kiểm tra, trong lệ các có một cô gái rất phong tình tên là Hồng Mai, đêm nay thần có hẹn cùng nàng ta hay không? Ngay từ đầu tiết Đông Hàm đã có thể nghĩ đến dùng cô gái phong tình làm cái cớ, đương nhiên cũng có bảo đảm. Hồng Mai là tay trong tiết gia sắp xếp ở Thanh lâu, thường ngày tiết Đông Hàm có nhiều lần tiếp xúc với nàng ta, trong mắt người ngoài, Hồng Mai là một kỹ nữ được hắn sủng ái mà Hồng Mai lại là tay trong đã qua huấn luyện. Một khi có động tĩnh gì tự nhiên có thể phối hợp với tiết đông hàm, lúc này để người đi điều tra cũng sẽ không có sơ suất gì quá lớn. Quận chúa Quý Thuận vốn cũng không cam tâm, trước đây Tây Thái Hậu cũng đã nói rõ với nàng ta, người sẽ đi Tây Nhung Hòa thân là Thẩm Vân Khanh, vì vậy mới đề cập đến phạm cấp của nàng ta. Ai ngờ ở trên điện, Thái tử Tây Nhung đáng chết kia lại nhất định chỉ định nàng ta. Tất cả những điều này đều là lỗi của Thẩm Vân Khanh. Nếu nàng quy củ đi hòa thân thì sao mình lại bị một bức thư quái lạ, nội dung mập mờ lừa gạt vào trong viện. Nếu nàng ta không dễ chịu, Thẩm Vân Khanh cũng đừng mong sống tốt. Hôm nay nếu có thể đẩy Thẩm Vân Khanh xuống, dựa vào danh tiếng lén lút hẹn hò, dù sau này nàng có muốn gả cho ngự phượng đàn cũng tuyệt đối không thể nữa. Quận chúa Quý Thuận lập tức nói, một người phong tình mà thôi, chứng minh thế nào được. Chỉ cần ngươi trả thù lao, cái gì bọn họ cũng sẽ làm. Tiết đại nhân, tốt nhất ngươi hãy chạy đến viện kia hẹn gặp quận chúa. Ngươi là một mệnh quan triều đình, chẳng lẽ không biết quận chúa là hạng người nào, lại làm ra loại chuyện thấp hèn này. Đi đến bước ngày hôm nay, ngươi cũng không cần giấu giếm cho thẩm vân khanh nữa. Nếu các ngươi thật sự có tình cảm với nhau, hoàng cữu cữu nhất định sẽ tác thành cho các ngươi. Sắc mặt Ngự phượng đàn âm tình bất định, yêu thật lòng. Vân Khanh và Tiết Đông Cốc, khoảng cách không được quá lớn mới tốt. Xem ra hôm nay quận chúa Quý Thuận đã quyết tâm hát chậu nước bẩn này vào người Vân Khanh rồi. Quận chúa Quý Thuận nghĩ xa thật, chỉ cần dùng một từ của quận chúa thôi là có thể suy đoán ra là quận chúa Vận Ninh, lúc bọn cao đại nhân đi vào, người bọn họ nhìn thấy có lẽ là ngươi và tiết đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn nói là thật ra các ngươi yêu nhau thật lòng, muốn bệ hạ làm chủ cho các ngươi hay sao? Giọng ngự phượng đàn nhẹ bẫng như không khí, lộ ra châm chọc, đôi mắt hẹp như chứa băng toát ra ý lạnh. Được rồi, mình đế cao mày nói, lời ngự phượng đàn hoàn toàn chính xác khiến ông thấy kỳ lạ, không nói đến thẩm vân khanh vào tiết đông hàm cấu kết. Điều kỳ lạ chính là nếu thẩm vân khanh và tiết đông hàm thật sự đến chỗ hẹn kia, vì sao vẫn luôn không thấy nàng lộ diện, ngược lại người đến biệt viện lại là quận chúa quý thuần. Bức thư này do ai làm ra? Theo lời của Thẩm Vân Khanh, nàng vẫn luôn sinh sống ở Giang Nam, muốn nói có khả năng này, đưa thư vào tầm cung của quận chúa một cách thần không biết quỷ không hay, Minh Đế vẫn không tin nàng có khả năng này. Trong lòng Minh Đế, không, có lẽ phải nói là trong lòng của đại đa số người, Thẩm Vân Khanh chỉ là một cô gái có tướng mạo khí chất xuất chúng, tính cách nàng ôn hòa dịu dàng, làm người hiền lành, tiến lùi có mức độ, tuyệt đối không phải loại người bộc lộ tài năng tâm tư ác độc hoàng cửu cữu, chuyện này không đơn giản quận chúa trong triều cũng không nhiều yên thái nhận được thư mới đi ra quận chúa mộc lam không có ở kinh thành người còn lại chỉ có thẩm vân khanh nếu người tiết đại nhân muốn gặp là thẩm vân khanh vậy thì việc bọn họ hẹn gặp mặt tất nhiên sẽ chỉ có hai người bọn họ biết bức thư kia sẽ là ai đưa đến nhất định là Thẩm Vân Khanh sinh lòng oán hận đối với chuyện lần trước Yên Thái giật dây bảo chiêu nghi nên muốn sát hại Yên Thái. Chuyện hôm nay nếu chỉ là chuyện của một mình Yên Thái thì không sao, là Yên Thái lỗ mãng mới bị người khác lợi dụng, nhưng chẳng lẽ Thẩm Vân Khanh không biết Yên Thái là Thái tử Phi Tây Nhung tương lai hay sao? Nàng ta làm như vậy hoàn toàn không coi sự liên minh giữa Hoàng Cựu Cửu và Tây Nhung là một chuyện, chỉ nghĩ đến thủ riêng của mình trong mắt quận chúa quý thuận lộ ra tia đau lòng, sắc mặt bi thương, giọng nói mang theo hối hận. Lần này nói hết có thể nói là có tình có lý khiến Minh Đế không thể không nhìn thẳng vào việc này. Ông không chỉ là nổi lên lòng nghi ngờ Thẩm Vân Khanh, người Minh Đế để ý hơn chính là người đưa thư này, mục đích của hắn là gì, là muốn khởi mạo hai nước bất hòa sao? Khi vấn đề được đẩy lên đến bước này, Minh đế không muốn làm lớn chuyện cũng phải điều tra rõ rốt cuộc là do người nào gây nên. Người như vậy nằm vùng ở trong chiều, mục đích tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ngụy Ninh lập tức tuyên Thẩm Vân Khanh vào cung. Minh đế vung tay lên, không để người khác phản đối, lập tức lên tiếng. Cao thăng mắt thấy chuyện hôm nay càng ngày càng phải chịu trách nhiệm, một bức thư kéo thế tử Cẩn Vương ra, rồi lại lôi cả quận chúa Vận Ninh ra nếu tiếp tục hỏi sẽ không lôi những người khác vào nữa chứ. Đương nhiên, Minh Đế cho đòi Vân Khanh vào cũng có chắc chắn, bây giờ người biết chuyện này cũng chỉ có mấy người trong phòng, cộng thêm gã sai vật đang bị giữ và 20 tên sai dịch, nếu chuyện này có động tĩnh gì, chỉ có mấy người như vậy sẽ rất dễ điều tra. Khi Vân Khanh từ An Bá Phủ đến ngự thư phòng, thời gian đã qua một canh giờ. Nàng đã sớm biết tối nay nhất định sẽ xảy ra chuyện nhưng cũng không cố ý chờ bị tuyên vào cung mà là nghỉ ngơi. Sau đó sau khi bị truyền vào, nàng lại sửa soạn tất cả cho lịch sự rồi mới đến nơi này. Vừa vào trong phòng, quần chúa Quý Thuận đã dùng ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía nàng như muốn dùng ánh mắt xé nàng ra thành từng mảnh nhỏ. Chỉ tiếc trong trường hợp như vậy, nàng ta chỉ có thể đứng ở một bên cùng đợi Vân Khanh đến. Cao Thăng, Tiết Đông Hàm đều đứng tại chỗ không dám vọng động. Mà Ngự Phượng đàn đã sớm nói với Minh Đế đứng quá mệt, ngồi trong một chiếc ghế tử đàn lớn, nhàn nhã cùng đợi. Cao Thăng, Tiết Đông Hàm lộ ra ánh mắt ước ao nhưng cũng không dám bắt trước vị thiết tử này nói bọn họ quá mệt rồi, còn nữa, bọn họ mỗi người một suy nghĩ riêng, đứng một canh giờ cũng sẽ không chịu được. Trong mắt Vân Khanh hơi mờ mịt, không biết vì sao lại đến Ngự thư phòng, quy củ hành lễ với Minh Đế trước rồi cũng đứng qua một bên cùng đợi câu hỏi quận chúa Quý Thuận nhìn thấy Vân Khanh, sau khi hành lễ với nàng xong lập tức nói, Thẩm Vân Khanh, người hẹn hò với Tiết Đại Nhân ở biệt viện thì cũng thôi đi. Nếu ngươi và Tiết Đại Nhân có chân tình hãy nói rõ ràng ra, cho dù Tiết Đại Nhân đã có thê thất, ngươi cũng có thể gả qua đó làm thiếp. Vì sao còn kêu người gửi thư cho ta, lừa ta đến biệt viện, chuyện xảy ra trong vườn hoa, bệ hạ đã xử phạt ta rồi, ngươi còn gì không cam lòng mà lại dẫn ta đến biệt viện rốt cuộc ngươi có ý gì? Nàng ta liên tiếp nói như pháo đổ ập xuống, căn bản không cho người khác cơ hội phản ứng, mà quận chúa Quý Thuận cũng thực sự không định cho Vân Khanh cơ hội phản ứng. Chỉ cần Vân Khanh sơ sẩy một chút, nếu nàng thật sự tham dự vào hoặc biết chuyện đêm nay, dưới tình huống chất vấn nhanh như vậy rất có thể sẽ lỡ miệng ngay lập tức. Quận chúa Quý Thuận đang nói gì vậy? Người nói ai có hẹn với tiết đại nhân, ta hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai hàng lông mày của Vân Khanh nhíu lại, mang theo một vẻ ư sầu mê mang nhìn quận chúa Quý Thuận, sắc mặt vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, nhìn quanh mọi người trong phòng, nàng càng kinh ngạc hỏi, người nói là tiết đông hàm đại nhân. Từ sau khi nàng đi vào, Minh Đế có quan sát sắc mặt Vân Khanh, thấy phản ứng ban nãy, hiển nhiên là nàng không rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng Minh Đế cũng sẽ không vì một vẻ mặt của Vân Khanh đã cảm thấy Vân Khanh vô tội hai mắt ông nhìn nàng, giọng nói trầm thấp, thẩm Vân Khanh, đêm nay ngươi đã đi đâu? Vân Khanh còn đang sợ run người vì một chuỗi câu hỏi của quận chúa Quý Thuận, bị Minh Đế hỏi liền thốt ra, đêm nay dân nữ chỉ ở trong nhà thiêu hoa, không đi đâu hết. Còn không có, người rõ ràng có đi, lúc chạng vạng tối lên xe ngựa, lừa người của ta tưởng rằng ngươi thực sự đã đi rồi. Sau khi Tiết Đông Hàm nhìn thấy Vân Khanh, sắc mặt hắn âm tình bất định, hắn nhìn nàng trợn mắt nói mò mà không thể phản bác, loại mùi vị này khó chịu như miệng bị bịt miếng vải rách, bị người ta vu oan mà không thể phản bác. Theo hoa, người gạt người đấy à thẩm vân khanh, người nói mau. Lá thư đêm nay có phải do ngươi sai người đưa đến viện của ta, mục đích là muốn hủy hoại thanh danh của ta phải không? Quận chúa Quý Thuận Hạ quyết tâm không thể để cho Vân Khanh sống tốt, vẻ âm u trong má nàng ta khiến cả khuôn mặt trông rất khó coi không có một chút đẹp đẽ nào. Quận chúa quý thuận, ta không biết ngươi đang nói đến thư gì, hoặc là ngươi đã làm chuyện gì hủy hoại thanh danh. Hôm nay ta ở trong phòng không ra khỏi cửa, nhà hoàn bên người, môn khách trong phủ có thể làm chứng cho ta. Vì sao ngươi vừa vào cửa liền gây sự ép người, tội gì cũng đổ lên đầu ta. Trong đôi mắt phượng của Vân Khanh lộ ra tia lạnh lùng, tựa như đã bị quận chúa chèn ép quá đáng, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi lại quận chúa quý thuận hừ lạnh một tiếng trong mũi nha hoàn của ngươi môn khách của ngươi sao lại làm chứng cho ngươi bọn họ đương nhiên là nghe lời ngươi rồi ngươi đừng ở đây giả bộ ngươi tưởng giả bộ như không biết chuyện gì xảy ra là thật sự không xảy ra chuyện gì hay sao quận chúa quý thuận từ trước tới nay đều không cảm thấy vân khanh là một đối thủ đơn giản chuyện của bảo chiêu nghi lần trước nếu là một người ngu xuẩn thì tuyệt đối không thể tránh được nhưng càng thông minh nàng ta càng muốn lật đổ trong lòng mới thấy vui vẻ lần này vân khanh trực tiếp quay đầu lại không nhìn quận chúa quý thuận mà nhìn minh đế nói bệ hạ đêm nay vân khanh chịu chiếu vào cung nhất định là có việc gấp có thể cho thần nữ hỏi một câu hay không rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để tránh đứng ở đây hoàn toàn không rõ nguyên nhân mình bị chỉ trích là gì trong lòng cũng thấy không cân bằng minh đế gật đầu nói cao thăng ngươi kể lại mọi chuyện một lần. Thế là Cao Thăng kể lại đơn giản nhưng chuyện đã xảy ra trước đó một lần, mãi đến khi Cao Thăng nói xong, Vân Khanh mới thở ra một hơi, Bệ hạ, thần nữ không biết tại sao quận chúa Quý Thuận lại xác định người tiết đại nhân hẹn là thần nữ, cũng nhất định phải nói là lá thư này do thần nữ gửi đến, nhưng tin rằng bệ hạ thánh minh, nếu vài ba câu mà muốn thần nữ đại nghịch bất đạo như vậy, phải nhận tội danh mình không muốn về người thần nữ khó mà chấp nhận nổi có thể để thần nữ phản bác lại vài câu hay không người nói đi minh đế cũng muốn nghe xem rốt cuộc vân khanh sẽ phản bác cho bản thân như thế nào hoàng cữu cữu quận chúa quý thuận kéo dài giọng lúc này còn muốn nghe vân khanh nói cái gì nữa trực tiếp gắn tội danh lên người rồi kéo ra ngoài đánh chết là xong yên thải đừng hồ đồ giọng minh đế nhu hòa lại mang theo vẻ không cho phép phản bác Quận chúa Quý Thuận biết nhìn sắc mặt ông, tự biết Minh đế sẽ không để nàng ta gây sự nữa đành im lặng. Vân Khanh nhìn thoáng qua sắc mặt nghiêm túc của Minh đế và vẻ mặt giận dữ của quận chúa Quý Thuận, nàng thầm cười nhạt, lúc này trong phòng còn có tiết Đông Hàm, Cao Thăng, Ngự Phượng đàn, dù Minh đế thiên vị quận chúa Quý Thuận cũng sẽ không làm việc không rõ ràng như vậy, e rằng trong lòng Minh đế cũng còn có nhiều nghi vấn hơn. Nàng hơi cục mi giọng nói dịu dàng chậm rãi, nửa nghiêng người tới như đang nói với tiết đông hàm, lễ độ nói, ta muốn hỏi tiết đại nhân, người đêm nay ngươi hẹn có phải là ta hay không? Tiết đông hàm ngẩng đầu đón nhận dung nhan cười trung chím của nàng, người khác nhìn vào chỉ cảm thấy đẹp đến khuynh thành, chỉ có tiết đông hàm mới có thể nhìn ra hàm ý từ sâu bên trong. Nàng đang châm chọc hắn, cười nhạo hắn, cười hắn quay một vòng lớn như vậy, kết quả lại đổi thành cũ diện ngày hôm nay, Càng buồn cười hơn chính là bây giờ hắn còn muốn đứng một bên cùng thẩm vân khanh, bởi hắn không thể nói gì được nữa. Tiết Đông Hàm chỉ cảm thấy ngực như có một tảng đá lớn chặn lại, gần như không thừa nổi, cố gắng trả lời từ trong cổ họng. Người ta hẹn không phải quận chúa, việc này ta đã nói rõ với bệ hạ, tuyệt đối không liên quan gì đến quận chúa. Vân Khanh mỉm cười gật đầu, mặc kệ sắc mặt Tiết Đông Hàm có bao nhiêu khó coi, trong lòng nàng càng thoải mái. Sau đó, quay đầu lại hỏi quận chúa Quý Thuận, "Lá thư quận chúa nói kia, có thể cho Vân Khanh xem hay không?" "Ở chỗ ta." Ngự Phượng đàn cười nhạt, mở miệng, môi đỏ như đóa hoa anh đào rơi khơi lên mị lực vô hạn, đưa bức thư sớm đã bị minh đế vò thành một cục trong tay cho Vân Khanh. Trong lúc đưa thư, ngón tay như có như không lướt qua lòng bàn tay Vân Khanh, ý cười trong đôi mắt hẹp dâng lên. "Lá gan thật đúng là lớn." lòng bàn tay Vân Khanh tê dần, sắc mặt lại càng thêm bình tĩnh, đi vào trong phòng mở thư ra như thường, sau khi xem một lần, trong mắt phượng xẹt qua tia sâu kín, quận chúa quý thuận. Người nói lá thư này là dùng tên Cẩn Vương Thế Tử Giả Mạo viết ra, mục đích là dẫn ngươi ra ngoài, hủy hoại danh tiếng của ngươi. Trước hết không nói đến ta đưa được thư đã viết vào trong cung của ngươi ra sao. Sau khi Vân Khanh xem lá thư này thì có hai nghi vấn, rất rõ ràng trong thư không ký tên, vân khanh bất tài chỉ có hiểu biết một chút về thư pháp chữ trong thư này là chữ khải bình thường hoàn toàn khác với chữ của cần vương thế tử sao quận chúa lại nhận định đây là thư cần vương thế tử viết được còn nữa nếu lá thư này do cần vương thế tử sai người gửi đi thì cũng thôi đi nhưng theo lời quận chúa thư xuất hiện trên bàn của ngươi vừa không có người gửi cũng không biết vì sao lại xuất hiện trong phòng quận chúa cầm lá thư không có chữ ký không có người gửi đã tin là do Cần Vương Thế Tử gửi đến, cũng dựa theo địa chỉ biệt viện được chú thích rõ trong thư đi gặp gỡ. Mình đế vốn cảm thấy chỉ bằng lá thư này mà quận chúa Quý Thuận lại đi hẹn gặp thì không lý trí, nhưng lúc đó điều ông nghĩ tới chỉ là không lý trí, không phải những cái khác. Mà trong lòng cao thăng mặc dù có suy nghĩ khác nhưng hắn không dám nói ra, bởi một khi nói sai sẽ dẫn lửa vào người. Nhưng Vân Khanh thì khác, hiện giờ quận chúa Quý Thuận đang chỉ trích nàng. Nàng hoàn toàn có thể chứng minh sự trong sạch của mình mà suy luận, dường như không nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của những người khác. Vân Khanh nói tiếp, hay là nói, thực ra lá thư này không có người gửi, cũng không có ai dựng chuyện, chỉ là quận chúa ngươi cố ý giả tạo, sau đó giá họa lên đầu Vân Khanh. Quận chúa Quý Thuận nghe đến đây, rốt cuộc không nhịn được hét lớn, người nói bậy, ta tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy lần này nàng ta cuối cùng cũng biết mùi vị của việc bị người khác vu oan quả thật nổi điên lên ánh mắt có thể ăn cả vân khanh trước đây khi vân khanh bị tây thái hậu cho đòi vào cung khi quận chúa ngươi kêu bảo chiêu nghi dùng mèo cào mặt vân khanh ta cũng không biết vì sao người phải làm vậy khi đó quận chúa quý thuận ngươi vừa mới trở về từ vân nam phủ còn chưa từng gặp vân khanh trong cung đã làm ra hành động như thế vân khanh thực sự không biết chỗ nào đã khiến quận chúa không vừa mắt hôm nay có thể hỏi quận chúa hay không, rốt cuộc là vì sao? Trên mặt Vân Khanh có nghi vấn, tựa như đã nghĩ đến nguyên nhân của chuyện này rất lâu rồi vẫn không có đáp án, lúc này mới nghiêm túc xin một câu trả lời. Chuyện này Minh Đế cũng biết, nguyên nhân là gì cũng không phải Minh Đế không rõ. Những chuyện mấy năm này quận chúa Quý Thuận gây nên ông không thể không nghe tới, chỉ là mở một mắt nhắm một mắt giấu nhẹm đi. Lúc này nghe Vân Khanh hỏi lại như thế, ông đương nhiên có nghĩ đến theo tính cách của quận chúa quý thuận lúc chưa gặp mặt đã có thể muốn hủy hoại dung nhân của thẩm vân khanh bây giờ làm ra hành động như vậy không phải là không thể quận chúa quý thuận nhìn ánh mắt uất tức của vân khanh và sự chất vấn trong lời nói vẻ mặt nàng ta vô cùng khó chịu nàng ta biết vân khanh cố ý gộp nguyên nhân hai chuyện này lại với nhau mơ hồ có ý nghĩ này nàng ta cố gắng không chế bản thân lạnh nhạt nói chuyện khi đó đã qua rồi ta cũng đã nhận sai trước mặt bệ hạ, lẽ nào quận chúa ngươi phải ỷ vào chuyện này mà tranh cãi với ta? Không, ta và muốn một câu tả lời. Nếu quận chúa đã nói vậy, đại khái là không có nguyên nhân, bởi vì ngươi nhìn thấy vân khanh liền không ghét, nên ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ngươi đã muốn hủy hoại dung nhan của ta. Vân khanh rất hiểu một vừa hai phải, lời nói không nhiều đôi khi lại có hiệu quả ngược nàng vốn không muốn quận chúa quý thuận thừa nhận điều gì mà lá muốn để minh đế hiểu được cái gì người có thể làm chủ thực sự không phải quận chúa quý thuận mà là minh đế thấy rõ đối thủ thực sự mình phải đối mặt là ai mới có thể đứng vững gót chân trên chiến trường nếu ngay từ đầu đã chọn sai đối tượng sẽ bị thất bại dối tinh dối mù trong lòng cao thăng âm thầm bội phục quận chúa vận ninh xinh đẹp này lời nói ôn nhu vẻ mặt lạnh nhạt thoạt nhìn nhất định là cực kỳ vô hại nhưng trong lời nói vừa nãy của nàng tuy vẫn luôn không nói thẳng quận chúa quý thuận vì sao lại muốn nhằm vào nàng nhưng mỗi một người ở đây đều sẽ sinh ra một loại cảm giác quận chúa quý thuận đố kỵ với vân khanh trước kia nàng ta đã muốn hủy dung bây giờ hủy dung không thành lại nghĩ cách ác độc hơn tự mình giả tạo một lá thư tiếp đó thăm dò hành động của tiết đông hàm đêm nay sau đó tự mình tới cửa tự gửi thư cho kinh triều phủ mục đích chính là khiến Thẩm Vân Khanh bị tổn hại danh tiếng, gả cho Tiết Đông Hàm làm thiếp. Một cô gái xinh đẹp như vậy, mặc kệ xuất thân như thế nào, bây giờ nàng đã là một quận chúa, gả cho Tiết Đông Hàm người đàn ông đáng mặt cha mình làm thiếp, đối với Thẩm Vân Khanh mà nói thực sự không khá hơn bao nhiêu so với hủy dung. Chỉ nhìn vẻ mặt của Minh Đế là biết lúc này Minh Đế đã tin năm phần rồi năm phần còn lại là yêu thương chiều chuộc đối với quận chúa Quý Thuận mới không nghĩ tới phương diện này. Thẩm Vân Khanh, người ngậm máu phun người. Quận chúa Quý Thuận nhạy bén phát hiện ra không khí trong phòng thay đổi hoàn toàn, lực chú ý của Minh Đế rõ ràng đã ở trên người nàng ta. Nàng ta si mê ngự phượng đàn không đổi nhiều năm như vậy, đương nhiên Minh Đế biết rõ, trước đây Tây Thái Hậu và ông cũng quyết định để Thẩm Vân Khanh đi hòa thân, nhưng đến yến tiệc lại xuất hiện sai lệch đành phải đổi thành quận chúa quý thuận mấy ngày này tâm trạng quận chúa quý thuận không tốt tuyệt đối không thể sửa đổi được đơn giản chính là nguyên nhân này minh đế cũng sẽ cảm thấy quận chúa quý thuận cố ý làm thế một khi chuyện này truyền ra không những có thể hủy hoại thẩm vân khanh mà còn có thể hủy hoại cả danh dự của quận chúa quý thuận nước nào hòa thân cũng sẽ không muốn một cô gái bất trinh trước khi cưới nghĩ tới đây minh đế đột nhiên cảm thấy lá gan của quận chúa quý thuận quá lớn trước đây ông chưa từng nghĩ tới vân khanh không dám ban nãy tiết đại nhân đã nói rõ người hắn mời đêm nay là người khác không biết tại sao quận chúa lại cứ nói người tiết đại nhân mời là ta chẳng lẽ tiết đại nhân không phải bị liên lụy mà là đã sớm thông đồng với quận chúa quý thuận rồi muốn làm tổn hại danh dự của vân khanh hay sao vân khanh lạnh nhạt trả lời ánh mắt cũng truyền từ quận chúa Quý Thuận sang Tiết Đông Hàm. Thân bất do kỳ, ngôn bất do chung, một. Hai từ này có thể thể hiện suy nghĩ của Tiết Đông Hàm trong lúc này nhất. Kế hoạch của hắn vốn đúng là như thế nhưng bây giờ lại không thể nói như vậy. Hơn nữa còn phải hết sức phủ nhận, bằng không tội danh hắn xúi dục quận chúa hẹn gặp mặt sẽ bị thu lại. Hắn nhìn Vân Khanh một cái, tảng đá trước ngực ngày càng nặng, hắn còn muốn cãi lại, bệ hạ, thần tuyệt đối không thông đồng với ai hết quả thật không biết vì sao quận chúa Quý Thuận lại xuất hiện ở biệt viện trong phù của thần, xin bệ hạ minh xét. Vân Khanh cúi đầu yên lặng đứng trong phòng, lông mi dài giấu đi ánh sáng lạnh lùng nơi mắt phượng, lại khiến cho cảm xúc bị oan của quận chúa Quý Thuận càng bành trướng. Từ nhỏ đến lớn nàng ta chưa từng chịu uất ức gì, coi như nàng ta sai, cuối cùng cũng sẽ thành đói phương sai, Tây Thái Hậu quả thật vô cùng cưng chiều nàng ta bây giờ nàng ta đã được nếm thử cảm giác bị oan này rồi rất khó chịu tựa như dã thú rít gào trong lồng ngực lại không tìm được lời gì thích hợp để phản bác cho mình chứng cứ mơ hồ này chứng minh thế nào lúc đó nàng ta tưởng là thư của ngự phượng đàn nên mới đi gặp mặt mùi vị như bị chăm móng vuốt cào vào tim này khi quận chúa quý thuận nhìn thấy sự bất đắc dĩ và phẫn hận trong mắt tiết đông hàm nàng ta không nhịn được giống lên tiết đông hàm đêm nay ngươi rõ ràng là muốn làm tổn hại danh dự của thẩm vân khanh báo thù cho em gái của ngươi sao ở trước mặt bệ hạ cái gì cũng không dám nói còn bao che cho thẩm vân khanh ngươi làm như thế không thấy có lỗi với em gái ngươi hay sao hận ý của quận chúa quý thuận đã rời từ vân khanh sang tiết đông hàm rõ ràng chỉ cần tiết đông hàm nói chân tướng ra là được chỉ cần tiết đông hàm nói đêm nay hắn thực sự hẹn thẩm vân khanh như vậy lá thư này có thể dễ giải thích rồi vì sao, vì sao Tiết Đông Hàm không nói ra? Tại sao muốn bao che cho Thẩm Vân Khanh? Quận chúa Quý Thuận vĩnh viễn đứng trên lập trường của mình để suy nghĩ tuyệt đối không nghĩ ra được nguyên nhân vì sao Tiết Đông Hàm phải làm như vậy. Nàng ta thông minh, nhưng sự thông minh này lại do bụng dạ hẹp hòi mà ra, đôi khi không để ý đến cảm nhận và tình cảm của người khác. Dấu lớn, bộp một tiếng, hai đầu gối Tiết Đông Hàm quỳ xuống đất, kinh sợ nói, bệ hạ, Thần tuyệt đối không có hẹn nhau với quận chúa vận Ninh, thần có thể thề với trời đất trước mặt bệ hạ, nếu thần làm ra hành động đó sẽ bị trời làm xét đánh, chết không yên lành. Tiết Đông Hàm vì chứng minh sự trong sạch của mình mà lời thề nặng như vậy cũng thề được. Người thời đó tin Phật, đương nhiên cũng tin thần. Mà Minh đế cũng là một người tin thần, thấy Tiết Đông Hàm phản bác như vậy, trong lòng khẽ đồng. Người nói láo, sự thật không phải như thế tại sao ngươi không nói thật ra? Sự nóng nảy cố gắng kiềm chế của quận chúa Quý Thuận đã hoàn toàn bộc phát ra, nàng ta không phải là một người dịu dàng, chỉ là quen giả bộ, ở trước mặt minh đế thỉnh thoảng phát giận cũng như con nít nổi cáu nhưng bây giờ cũ diện bị oan ủng, bị người khác hoài nghi như vậy khiến mặt tối của nàng ta hoàn toàn lộ ra, nàng ta gần như là xông tới trực tiếp túm mặt mũi tiết đông hàm xuống. Nàng ta không chỉ muốn túm lấy nếu không phải không có bội kiếm trong người. Chỉ e quận chúa Quý Thuận đã sớm rút kiếm đâm vào hắn. Tiết đông hàm nào biết nàng ta lại nổi điên ngay trước mặt Minh Đế, ra tay không để ý đến mặt mũi, lập tức sừng sốt, đến tránh né cũng quên mất, bị quận chúa Quý Thuận cào ra ba vết máu trên mặt. Chờ nói tiết đông hàm không nghĩ tới, Minh Đế cũng càng không ngờ tới, sắc mặt tái xanh, ánh sáng thâm sâu trong hai tròng mắt lóe lên không yên. Ngụy Ninh đứng cạnh Minh Đế có thể cảm nhận được một cách rất rõ ràng, Minh Đế đã bắt đầu tức giận. Ở ngay trước mặt ông, lại cào ra vết máu trên mặt triều thần, đây là chuyện bậc đế vương nào cũng đều khó lòng tha thứ, đây là coi thường sự tôn quý của đế vương, coi rẻ uy quyền quân vương. Tiết Đông Hàm vốn đang quỳ, lúc này cũng không dám đứng lên nhưng lại hàm chứa tức giận đầy cánh tay đang muốn vung lên của quận chúa Quý Thuận ra, quận chúa Quý Thuận mặc kệ những hành vi hôm nay của người là vì điều gì nhưng xin người không cần bắt ta nói dối để phối hợp với mục đích của người chuyện ta chưa từng làm là chưa từng làm dù người có ra tay bức ép ta cũng tuyệt đối không thừa nhận lời giải thích của tiết đông hàm lúc này không thể nghi ngờ gì làm tăng thêm một tội cho hành vi của quận chúa quý thuận ép người thông đồng cao thăng mắt thấy chuyện xảy ra trước mặt lại vì quận chúa quý thuận là nữ không thể ra tay đành hô lên quận chúa không thể làm bậy. Quận chúa Quý Thuận bị Tiết Đông Hàm đẩy liên tục về sau mấy bước, một phát đụng phải bình hoa trên kỳ trà cao bên cạnh, lại không có chút cảm giác đau đớn nào, chỉ dùng đôi mắt ngắt gao Trừng Vân Khanh, là ngươi tính kế phải không, là ngươi cố ý tính kế phải không? Quận chúa, chuyện đã đến thế này, người chính là đẩy hết lên người Vân Khanh. Nếu quận chúa có thể đưa ra chứng cứ rõ ràng chứng minh Vân Khanh có liên quan đến việc này, vân khanh đương nhiên sẽ thừa nhận nhưng thực tế là quận chúa ngươi tự tạo ra một lá thư không có chữ ký cũng không nhận ra thể chữ càng không có bất kỳ ai biết nó xuất hiện lúc nào lại đi đến biệt viện của tiết đại nhân rồi đổ hết mọi chuyện lên người vân khanh lúc đó nếu không phải trong phòng tiết đại nhân tắt hết đèn nến hoặc tiết đại nhân đến chậm một bước mọi chuyện có thể đã diễn biến đến trình độ khó có thể cứu vãn nữa rồi hy vọng quận chúa hiểu rõ Bây giờ ngươi là thái tử phi Tây Nhung tương lai, nhất cử nhất động của ngươi không chỉ đại diện cho một người mà là hình tượng của cả đại ung, đừng dùng tính khí nhỏ kia mà đùa giỡn thủ đoạn như vậy." Quận chúa Quý Thuận vốn đang vô cùng tức giận, lúc này lại bị Vân Khanh bàn luận như vậy, thấy vẻ mặt nàng cao thượng, hai tròng mắt là dáng vẻ vì nước mà suy nghĩ, bộ dạng không sợ uất ức, hai mắt nàng ta đỏ đến mức gần như nhỏ da máu. Không chỉ có quận chúa Quý Thuận tiết đông hàm lúc này cũng rất khiếp sợ trong lòng hắn cũng như quận chúa quý thuận đều biết rất rõ chuyện này do một tay thẩm vân khanh sắp xếp một tay thao diễn nhưng hết lần này đến lần khác lại không chứng minh được ngược lại lại chỉ có thể đi theo suy nghĩ của nàng một cô gái như vậy có một trái tim thất khiếu linh lung hai mồm miệng thông minh giỏi ăn nói nàng căn bản cũng không cần mất quá nhiều sức tốn nhiều công lao lại làm cho cục diện thay đổi long trời lở đất chẳng trách phụ thân lại nói cô gái này nhất định phải diệt trừ lúc này tiết đông hàm chỉ có một ý nghĩ nhất định phải sớm diệt trừ minh đế trong khoảnh khắc vân khanh nói chuyện ban nãy đã khôi phục lại bình tĩnh quận chúa quý thuận là đối tượng hòa thân của tây nhung giống như vân khanh nói vậy nàng ta là thái tử phi tây nhung tương lai nhất cử nhất động của nàng ta đại diện cho cả đại ung là thái độ của đại ung đối với việc liên minh lúc này khi hai mắt ông lại nhìn quận chúa quý thuận một lần nữa đã thiếu đi sự chiều chuộng nhưng bao nhiêu năm nuông chiều cũng không thể mất đi trong nháy mắt chủ yếu vẫn là hành vi vừa rồi của quận chúa quý thuận thực sự quá đáng lấy tay cào mặt chiều thần còn sờ sờ ra đấy chỉ vì tiết đông hàm không theo ý nàng ta hủy hoại thẩm vân khanh ông lạnh lùng nhìn những người đang có mặt ở đây chuyện tối nay chỉ là một hiểu lầm thẩm vấn lâu như vậy kết luận của minh đế đã như thế nhưng tiết đông hàm có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén lạnh như băng của minh đế dừng trên khuôn mặt mình hiển nhiên trong tiếng gào thét của quận chúa quý thuận ông cảm thấy tiết đông hàm cũng là đồng lõa mục đích của tiết ra khi làm những chuyện này là gì minh đế cười nhạt khi đó ở dương châu hoàng hậu nhìn thấy thẩm vân khanh là có ý làm khó nàng người nhà họ tiết đang sợ cái gì đương nhiên ông biết rõ qua nhiều năm như vậy tòng lòng hoàng hậu vẫn nhớ kỹ chuyện năm đó bây giờ nhìn thấy thẩm vân khanh, muốn động tay cũng không là Ai biết chuyện không tiến hành không thành công, tiết đông hàm không thể làm gì khác hơn là phủi sạch bản thân, đẩy hết tội danh cho quận chúa quý thuận. Đối với hành động như vậy, minh đế đương nhiên không vui, ông vẫn thiên vị quận chúa quý thuận nhiều hơn, dù sao yêu thương trong nhiều năm cũng sẽ không bị mất đi chỉ trong giây lát. Ông cảm thấy là do người nhà họ tiết xúi dục quận chúa diễn một màn ngày hôm nay cũng may thẩm vân khanh giữ thân trong sạch không bị rơi vào cạm bẫy này người tiết ra gần đây hành động chậm chạp thật lợi hại minh đế thu lại ánh mắt trầm giọng nói cao thăng xử lý chuyện này đi đừng để người khác truyền ra tin đồn vâng thần lĩnh chỉ cao thăng đáp sau khi ngự phượng đàn vân khanh cao thăng tiết đông hàm xin cáo lui đi ra khỏi thư phòng Minh đế nhìn thoáng qua quận chúa Quý Thuận còn ngây người đứng tại chỗ, ánh mắt đỏ bừng chừng lên nhìn bóng lưng Vân Khanh. Ông nói: "Bắt đầu từ hôm nay cho đến khi xuất giá đi Tây Nhung, không được ra khỏi cung một bước." Hành động của quận chúa Quý Thuận khiến Minh đế biết một việc, cô cháu gái này của ông không hề ngoan ngoãn như trong tưởng tượng, có lẽ nàng ta sẽ vì không phải gả tới Tây Nhung mà làm ra những hành động điên cuồng, đến lúc đó thì thực sự không còn cách nào cứu vãn nữa sự thương yêu của đế vương phần lớn thời khắc đều có sự so sánh khi cá nhân và quốc gia đặt chung một chỗ thứ ông lo lắng đầu tiên đương nhiên là quốc gia sau đó mới đến cá nhân đạo lý này quận chúa quý thuận cũng hiểu rõ vì vậy khi bị ban hôn nàng ta cũng không cãi lại nhưng điều này không có nghĩa là nàng ta cam tâm tình nguyện nói cho cùng kỳ thực nàng ta biết mình dù sao cũng là người không cha không mẹ hai người yêu thương nàng ta nhất là Minh Đế và Tây Thái Hậu đều không thể đối tốt với nàng ta hết. Vì vậy khi nhìn thấy Phủ An Bá phản bác lại Minh Đế vì con gái của mình. Kỳ thực trong lòng nàng ta rất đố kỵ vì sao Thẩm Vân Khanh có thể cha mẹ song toàn, nhận hết yêu thương chiều chuông. Cha hắn thậm chí có thể vì nàng mà phản bác lại Hoàng đế chí cao vô thượng thậm chí nàng ta còn để ý thấy lúc đó mẹ của Thẩm Vân Khanh đã chuẩn bị dây xong ra kháng chỉ rồi nàng chỉ là con gái nhà thương gia sao có thể được cha thương mẹ yêu như vậy mà nàng ta lại phải mất đi cha mẹ lấy một thân phận lúng túng sống ở trong cung nàng ta không phải công chúa giống như nhị công chúa nói vậy nàng ta là công chúa già vì thế nàng ta càng hiểu rõ việc lấy lòng minh đế và tây thái hậu hơn những người khác học được cách khoe mã trước mặt bọn họ biết giới hạn của bọn họ nằm ở đâu nhưng cũng vì vậy trong lòng nàng ta càng thêm vặn vẹo nàng ta cảm thấy không công bằng, nếu là cha mẹ thật sự, nàng ta không cần phải khoe mã, không cần lấy lòng, họ cũng sẽ đối tốt với nàng ta. Cho nên khi nàng ta đối mặt với những người khác sẽ rất tàn nhẫn, nàng ta không chỉ ghét người tiếp cận ngư phượng đàn mà còn ghét luôn cả những người được cha mẹ yêu thương. Vâng, quận chúa quý thuận nghĩ, khí độ âm u màu đen trong lòng như bọt khí trong ao đầm không ngừng cuộn lên, mạnh mẽ bốc hơi vẻ mặt lại cực kỳ bình tĩnh đồng ý minh đế thấy nàng ta bình tĩnh như vậy trong lòng lại có chút chiều mến nhiều năm như vậy mình cũng mặc kệ nàng ta thích ngư phượng đàn vẫn luôn muốn chỉ hôn cho nàng ta với ngư phượng đàn nay đột nhiên xuất hiện sai lệch có cô gái nào không buồn chứ do đó ông ho khẽ một tiếng nói giọng mềm mỏng yên thải con gả cho thái tử tây nhung sau này sẽ là vương hậu tây nhung hắn sẽ không dám đối xử với con thế nào cứu cứu ở đại ung ủng hộ con. Lời của Minh đế lúc này không thể nói là nói dối, chỉ có điều trời cao hoàng đế ở xa, đến lúc đó sẽ như thế nào, Minh đế không quản được. Hơn nữa dù thái tử Tây Nhung không đối xử với nàng ta thế nào, nhưng người gả cũng không phải người mình thích, đối với quận chúa Quý Thuận mà nói cũng chẳng khác gì nhau. Nàng ta gật đầu, nhẹ nhàng cười, hai trong mắt âm trầm tựa như không thấy được điểm cuối yên lặng đi theo hai vị ma ma được minh đế phái đến với danh nghĩa hộ tống nhưng thực ra là hạn chế hành động của nàng ta đi vào trong cung tiết phủ quốc công tiết quốc công đã lường trước được đêm nay sẽ xảy ra một chuyện khiến ông ta vui vẻ sau khi xong bữa tối ông ta liền kêu phòng bếp trong phủ là một bàn đồ ăn vặt bánh ngọt tinh xảo mang theo con dâu lớn hải thị con dâu thứ hoa thị và cháu gái con của tiết đông hàm tiết liên cháu trai nhỏ Tiết Hạnh và con trai thứ hai Tiết Đông Cốc cùng nhau vui đùa trong hoa viên kín gió trong phủ. Nhìn ba đời con cháu trước mặt, Tiết Liên Người cũng như tên, như một đóa không cốc u lan, ba, tươi mát hoát tục, nàng rất ít khi xuất hiện tổng các trường hợp giao tiếp, có thể nói là được nuôi dưỡng trong khuê phòng, rất ít khi gặp mặt, cũng là cô cháu gái xinh đẹp nhất Tiết Gia, cầm kỳ thư họa, không gì không biết nhất cử nhất động đều có phong thái của tiểu thư khuê các. Mà cháu trai Tiết Hạnh mới 7 tuổi, đang cầm một cái trong chóng che chơi đùa quanh Tiết Thiên 3 tuổi, Hoa Thị đang nhìn đứa bé, sợ nó té ngã. Hải Thị trong lòng không yên, tối nay trượng phu đi ra ngoài chính là muốn thiết kế một mỹ thiếp về, mặc dù biết thiếp thất này ở nhà cũng chỉ ngây mốc trong một thời gian ngắn, nhưng trong lòng nàng nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu một ly trà bưng lên đã lâu cũng chưa từng đưa đến bên môi. Nương, dùng nhàn xinh đẹp xuất trần của Tiết Liên sau khi nhìn thấy Hải Thị bèn dịu dàng kêu lên một tiếng. Lúc này Hải Thị mới nhìn thấy Tiết Quốc Công đang nhìn mình, sau khi cười một tiếng với con gái, nàng nâng chén trà đặt lên trên bàn, vừa không cẩn thận một cái, chén trà đã đập vào bàn đá cẩm thạch phát ra tiếng vang lanh lành, trực tiếp vỡ vụn. a à, chỗ bị thương truyền đến đau đớn, hải thạ nhanh chóng thu tay về, trên món trỏ có một vết máu nhỏ, tuy không sâu nhưng dòng máu đỏ đông lại thành mảng trên món tay được bảo dưỡng trăng nõn, có vẻ rất gai mắt. Tiết quốc công nhíu mày, nha hoàn bên cạnh lập tức lấy những mảnh nhỏ trên bàn đi, tiết liên cầm khăn bọc kỹ ngón tay cho hải thị rồi sai người đi lấy thuốc bôi. Cái chén đang yên lành sao vừa đụng vào đã vỡ vụn được, tục ngữ nói ly bát vỡ vụn không phải là một dấu hiệu tốt, Lúc này Hải Thị nhìn thấy chén ngọc nứt ra, trong lòng lo lắng, ngẩng đầu hỏi, cha, có phải Đông Hàm đã đi lâu quá rồi hay không? Dựa theo kế hoạch của bọn họ, tầm trạng vạng tối Thẩm Vân Khanh hẳn là đã đến nơi hẹn rồi, nhưng lúc này đã cách thời điểm trạng vạng tối mấy canh giờ rồi, dù cao thăng bắt được tại chỗ. Sau đó nhau đến Hoàng Cung cũng phải có người truyền tin đến thông báo tiến triển của chuyện này chứ. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có ai truyền tin qua đây tiết quốc công hiện giờ thực ra cũng hiểu được có chỗ không đúng, theo đúng tiến độ hẳn là đã sớm ồn ào rồi, vào cung cũng đã sớm vào rồi. Vì sao đến bây giờ tiết đông hàm cũng vẫn chưa cho người truyền tin về, trong cung cũng không có ai truyền tin tức ra, thật sự quá kỳ lạ. Đúng lúc này, một con đường trong hoa viên xuất hiện hai cái bóng vội vàng, một người trong đó là quản gia nội viện trong phủ, còn một người nữa trông khá lạ mắt nhưng quần áo trên người hắn là quần áo người làm trong phủ tiết quốc công mặc. Lúc này hắn quần áo chật vật, lão đảo hốt hoảng đi theo sau quản gia, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thân bất do kỷ, ngôn bất do chung, làm những việc mình không muốn, nói những lời không xuất phát từ nội tâm. Hai, thấy tim thất khiếu linh lung, liên quan đến truyền thuyết phong thần bảng, là một trái tim có bảy vách ngăn. Ba, không cốc u lan, bông hoa lan tuyệt đẹp trong sơn cốc, vẻ ngoài hiếm thấy, thường dùng để ví von nhân phẩm cao nhã. chương 379, Tiết Gia gặp chuyện. Từ biệt Tiết Đông Hàm, Vân Khanh bước đến trước xe ngựa, ngoại trừ một người phu xe, còn có một bóng sáng màu trắng nghiêng dựa vào bên cạnh xe ngựa. Ánh mắt của hắn lay động dưới cảnh đêm như hai ngôi sao chói mắt, khiến nàng có thể nhìn thấy hắn chính xác không sai lầm, từ đó bị đôi mắt như trời sao đó cuốn hút. Ngự phượng đàn thấy Vân Khanh cuối cùng cũng nói xong với tiết đông hàm, bước về phía mình, dáng người của nàng yểu điệu, áo khoác đang choàng như cành liễu đông đưa trong gió, tóc mái ở chán bị thổi có chốt rối khiến hắn không nhịn được muốn sơ tay chỉnh lại tóc mái cho ngay ngắn. Nhìn thấy ngự phượng đàn ở bên cạnh xe ngựa đợi nàng, Vân Khanh cũng không có nhiều bất ngờ, quay đầu nhìn người phu xe một cái. Ngự phượng đàn như biết nàng đang nghĩ gì, quay người lại, vạt áo làm gió đứng thẳng người một cách rất thanh tú phóng khoáng, ra hiệu với nàng không cần lo lắng, phu xe là người của hắn, cho dù nhìn thấy hai người bọn họ ở cùng nhau cũng không vấn đề gì. Cao đại nhân phải vội vã trở về xử lý việc của sai dịch, nói trời đã tối, thỉnh cầu ta đích thân đưa nàng trở về. Vân Khanh ngược lại cũng không ngờ được Cao Thăng còn có kiểu quan tâm này, tuy rằng chỉ là một câu nói quan tâm ngắn ngủi lại khiến nàng cảm thấy rất thoải mái. Còn ngự phượng đàn đương nhiên là vui với việc làm chuyện kỳ lạ này. Nàng gật đầu, lên xe ngựa, ngự phượng đàn lại xoay người lên ngựa, hai người cùng đi song song. Trên đường đi lúc này rất yên tĩnh, xung quanh không có bất kỳ âm thanh nào, thế là tiếng chân ngựa rậm xuống đất cực kỳ vang dội Thứ rơi vào trong tai Vân Khanh là tiếng chân lục cục ở bên cạnh xe ngựa truyền đến, từng bước từng bước, rất có nhịp điệu, dường như gõ vào trái tim nàng khiến nàng có một cảm giác an toàn. Nàng bất giác vén rèm cửa sổ lên, xuyên qua khe hở của rèm nhìn ra ngoài. Trên con ngựa lớn màu nâu, nam tử áo trắng đang ngồi, thân thể thanh tú ưỡn thẳng, dung mạo nổi bật như hoa sinh ra trong bóng tối u ám. Mỗi lần nhìn thấy thì càng tuyệt đẹp vô song, giống như một bức chân dung với nhan sắc càng ngày càng đẹp, có một kiểu đẹp khó mà miêu tả, vạt áo dài thong thả bầy rõ trong gió đêm như gió mát từ trước đến nay ánh trăng nhạt tản mạn rơi xuống chiếu vào tay áo trắng tuyền của hắn không dính một hạt bụi khí tiết của thân thể đó sự hào hoa phong nhã trong ánh mắt đó thật rung động lòng người vân khanh đột nhiên có cảm giác không chân thực người trước mắt này dường như chính là một hình cắt cực kỳ đẹp đẽ tồn tại trong giấc mơ của nàng khi đó lần đầu gặp gỡ hắn còn từng cho rằng nàng là kẻ thấy người sang bắt quang làm họ thái độ đối với nàng rõ ràng là cực kỳ không tốt. Nhưng thời gian trong nháy mắt, hắn lại trở thành người bảo vệ người đẹp của mình, trong đêm tĩnh mịch này, cùng với nàng đi trên đường, cùng đường cùng bước. Ngự phượng đàn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy ánh mắt nhìn chăm chú từ trong khe hở đó xuyên ra, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cười lên, đôi mắt nhỏ dài mang theo sự cưng chiều và dịu dàng giống như những sợi lít nhít quấn quanh, muốn bọc người ta ở trong đó. Sao vậy, ngồi ở bên trong khó chịu sao? Không có nha hoàn, không có thị vệ, không có gì ngoài một người phô xe đang đánh xe. Hai người kỳ thực ngoại trừ ở trong phòng, rất hiếm cùng ở một mình với nhau với khoảng cách gần yên bình không cần băn khoăn như thế này. Tâm trạng của ngự phượng đà lúc này cũng rất vui vẻ, cơn gió lạnh vù vù thổi đến khiến sợi tóc của hắn vờn bay trong gió, như tình cảm ấm áp của tháng ba phả vào mặt, môi đỏ thắm càng nhếch lên thêm. Có một chút, Vân Khanh dứt khoát móc rèm cửa sổ lên trên móc nhỏ, thoải mái lộ ra nửa khuôn mặt. Ánh trăng u ám nhàn nhạt, nhưng không ảnh hưởng đến mỹ nhân lộ ra dung nhan. Da thịt Vân Khanh trắng nõn, kèm theo sự nhẵn mịn như sữa bò, trắng mịn hơn nữ tử của kinh thành, giống như sữa tảo phớ hễ chạm vào thì sẽ rơi xuống, hễ buông ra thì sẽ co kéo lên. Ánh sáng nhàn nhạt sẽ chỉ khiến nàng càng hiện ra vẻ đẹp hơn thế một cặp mắt sáng trông như chân trâu lưu ly li màu đen mãi mãi là trong suốt đến cùng ngự phượng đàn thực ra có rất nhiều lời muốn nói nhưng đa số những lời nói hắn không muốn để phu xe nghe thấy đó là những lời tâm tình chỉ thuộc về vân khanh thế là thân thể đung đưa nhẹ nhàng trên ngựa quay đầu hỏi nàng đã đi qua túc bắc chưa túc bắc vân khanh lắc đầu nhưng biết ngự phượng đàn tiếp theo sau vẫn còn có lời để nói Phủ Cẩn Vương chính là một vùng của Túc Bắc, chỗ đó thuộc về vùng đất tương đối nghèo nàn, đất đai không tính là màu mỡ, người cũng không tính là nhiều, tiếp giáp với nước Lạc Nhật, cũng coi như là một cửa khẩu. Từ sau phiến loạn của Tứ Vương, Minh Đế Đăng Cơ liền phân Túc Bắc làm đất của Cẩn Vương, để ông ấy coi giữ cửa khẩu Lạc Nhật. Nước Lạc Nhật so với Đại Ung chỉ là một nước nhỏ, cư dân không tính là hiếu chiến, quân bị cũng không tốt như Đại Ung hơn nữa vẫn luôn có quan hệ hữu nghị với Đại Ung, mấy chục năm chưa từng động binh, coi giữ cửa khẩu chỉ là một cách nói dễ nghe. Minh Đế vẫn không dám để huynh đệ ở lại kinh thành, cho dù Cẩn Vương lúc đó là công thần lớn nhất trong dẹp yên phiến loạn của Tứ Vương. Công thần, rất nhiều lúc đồng nghĩa với cái chết. Ta đoán nàng chưa từng đi. Ngự phượng đàn lơ đánh cười, quay đầu nhìn phía trước, giọng nói thu hút mà lại trầm, cất giọng nói túc bắc và dương châu là hai vùng hoàn toàn khác nhau nơi đó nước ít cây hiếm đại đa số các vùng nhìn sang đều là một màu vàng lúc gió thổi đến luôn kèm theo bão cát cùng nhau đến nếu đứng trong gió thổi cả một ngày trên dưới toàn thân như vào trong đống bùn đất đồ mà ngựa ở đó ăn cũng không giống với dương châu không tinh tế đến như thế nhưng mùi vị cũng rất thơm ngon để tăng cường cảm quan của vân khanh rất nhiều lần ngự phượng đàn đều làm phép so sánh giữa Túc Bắc và Dương Châu. Vân Khanh nghe hắn nói chuyện của Túc Bắc, nhưng không nghe thấy hắn đề cập nửa câu đến chuyện của Phủ Cẩn Vương, không biết có phải là nàng nghĩ quá nhiều hay không. Ngự phượng đàn dường như không muốn nói về Phủ Cẩn Vương, hơn nữa lúc hắn nói chuyện, nhưng ngừng đầu nhìn đi, trong mắt dường như có một chút cô đơn thoáng qua. Thần sắc như vậy xuất hiện trên khuôn mặt vẫn luôn sống với tấm lòng rộng mở của ngự phượng đàn, khiến trong lòng vân khanh thắt lại trong chốc lát sau đó không để nàng nghĩ nhiều bên ngoài xe ngựa đột nhiên truyền đến một tiếng vang lạ thường lúc này xe ngựa chạy đến trong một con đường nhỏ lộ trình từ hoàng cung đến phủ phù an bá cần nửa canh giờ phu xe thấy trời không sớm nữa đường đi là một con đường tắt tương đối gần nhưng không nằm ở nơi vô cùng hoang vu chỉ là hai bên có trồng những cây thẳng tắp khiến ánh trăng mờ nhạt bị che đi càng thêm ảm đạm mau dừng xe ngự phượng đàn nhíu mày quát lớn phu xe dừng xe ngựa lại theo tính phản xạ hắn nhảy xuống ngựa bước nhanh về trước một tay kéo vân khanh từ trong chiếc xe ngựa đang dần dần dừng lại ra chỉ trong nháy mắt vù 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 liên tiếp hàng chục mũi tên dài đầu sắt từ mặt bên phóng đến khiến thùng xe bị đóng thành một con nhím người phu xe không kịp nhảy xuống đã bị hai mũi tên dài đâm xuyên qua lăn rơi xuống dưới đất không ít mũi tên dài từ cửa sổ khắc hoa bắn vào vân khanh hoảng hốt vừa nãy nếu không phải là ngự phượng đàn phát hiện ra đầu mối kéo nàng ra lúc này người bị tên đâm xuyên chắc chắn còn có nàng ngự phượng đàn kéo vân khanh vào trong lòng hắn để hộ tống ngón tay tại bên hông khẽ động một thanh kiếm dẻo bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn cùng lúc này bóng đen từ hai bên bụi cây đã vây đến xung quanh bọn họ có chừng hơn hai mươi người ăn mặc quần áo kiểu đi trong đêm mang tính ký hiệu, hành động có trật tự, binh khí thống nhất, toàn thân tỏa ra sát ý, rất rõ ràng là sự xuất hiện có mục đích. Đôi mắt nhỏ của ngự phượng đàn quét qua những người trước mắt, trong ánh mắt xẹt qua ánh sáng đỏ màu máu, một tay cầm kiếm, một tay ôm lấy vân khanh, gió thổi qua tay áo, bay mà không loạn. Giọng nói của hắn vút cao, trong sự thanh vắng lộ ra một luồng lạnh ý dung mạo như ngọc vào lúc này gần như bao trùm một màn sắc máu. Các ngươi là do ai phái đến? Đám người áo đen này rõ ràng có tố chất rất cao, sau khi ngự phượng đàn hỏi, một câu phí lời cũng không có, trực tiếp là một động tác tay, lập tức tạo thành vòng tròn bao vây hai người bọn họ ở bên trong, dễ nhận thấy là dự định không tha cho hai người. Một người rất khó xử lý, huống chi ngự phượng đàn còn phải bảo vệ Vân Khanh, người không biết võ công những kẻ áo đen không để hắn vào trong mắt vung tay lần nữa những kẻ áo đen đồng thời xông đến ngự phượng đàn lại một tiếng cười lạnh lùng kiếm dẻo trong tay run lên giống như một dài ánh trăng lại giống như một dài lụa cùng với kiếm dài của kẻ áo đen tiếp xúc vào nhau phát ra âm thanh của tiếng kim loại liên tục không dứt nhưng thấy ngự phượng đàn một tay che chở vân khanh bước đi không loạn chút nào chiêu thức trong tay như hoa sen nở rộ kiếm ảnh trùng điệp trong khoảnh khắc đã có kẻ áo đen bị thương lui xuống kẻ áo đen thấy ngự phượng đàn không dễ đối phó như trong tưởng tượng lập tức chuyển mũi kiếm về phía vân khanh vân khanh chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh đánh úp đến bên tai thân thể theo bản năng dựa vào bờ vai ngự phượng đàn ở góc nàng không nhìn thấy được sắc mặt ngự phượng đàn trầm lại ánh sáng trắng trong mắt càng nghiêm trọng hơn một kiếm hất ngược lại xuống dưới mạnh mẽ dùng kiếm dẻo chặt đứt binh khí của đối phương lại cắt đứt ít hầu dòng máu dâng lên bắn tóe ra hoa máu cao ba thước phủ đến thân kiếm nhưng không dính một chút nào giữa lông mày của ngự phượng đàn mang theo sự căm phẫn rút lại kiếm dẻo tiếp tục ra tay lại một người chết dưới kiếm vân khanh nhìn những kẻ áo đen liên tục bị hao tổn không ngừng ngã xuống ánh mắt kinh ngạc nàng biết võ công của ngự phượng đàn cực kỳ giỏi nhưng không biết có thể giỏi đến mức này đêm thất tịch hắn ra tay một cách thật thật giả giả không hề có kiểu giết chóc nhanh như vậy lúc này nhìn thấy thủ pháp của hắn liền biết hắn mới thực sự lộ ra thân thù kiếm lên kiếm xuống nhất định sẽ có người bị thương trong không khí bao phủ lên một mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt những kẻ áo đen nhìn thấy thủ pháp của ngự phượng đàn trong mắt cũng lộ ra sự sợ hãi ra tay lại càng nhanh và tàn nhẫn mỗi một nhát kiếm đều đánh về phía trên người vân khanh mục tiêu của bọn chúng là nàng. Vân Khanh lập tức phân tích ra được, hai mắt hơi chịu xuống, cũng sắp đến lúc rồi. Chính vào lúc đám người áo đen này không ngừng bị thương, trong màn đêm u ám, chớp mắt lại xuất hiện hơn 10 kẻ áo đen. Đón lấy bóng sáng màu nhạt, có thể nhìn thấy trang phục của bọn chúng tuy rằng không khác nhiều so với đám người trước mặt này, nhưng vũ khí trong tay lại tuyệt nhiên không giống, trên đầu cũng không quấn khăn che đầu lúc đột nhiên nhìn thấy phía trước đã có một đám những kẻ áo đen bao vây ngự phượng đàn và thẩm vân khanh trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc chắc chắn không nằm trong dự liệu của bọn chúng một tên áo đen ở trong đó có chút do dự giảm thấp tiếng nói xuống hỏi sao lại còn có một đám thích khách thế tử cần vương cũng ở trong đó chúng ta rốt cuộc là giúp bọn chúng hay là bảo vệ thế tử cần vương trước tên áo đen cầm đầu cau mày dễ nhận thấy cũng rất khó xử Lấy lại tinh thần, vung tay nói, "Tiến lên, phân tách hai người Thế tử Cẩn Vương ra, sau đó giết Thẩm Vân Khanh." Mệnh lệnh vừa hạ, hơn 10 tên áo đen ở phía sau này cũng chen nhau tiến lên, may mà độ rộng của con đường nhỏ có hạn, những tên áo đen không thể tất cả đồng thời xông lên, chỉ có thể phân ra mà đuổi. Tên áo đen đầu một nhóm nhìn thấy những tên áo đen đột nhiên xuất hiện, cũng kinh ngạc, trong lúc binh khí dừng lại, lại có hai tên bị ngự phượng đàn đâm bị thương nhưng phản ứng của thích khách đương nhiên cũng rất nhanh nhìn thấy lưỡi đao của những tên áo đen mới đến không hề hướng về phía mình trong giây lát đã biết những kẻ này cũng là vì hai người bị bao vây mà đến vì vậy đứng ở vị trí như nhau ngự phượng đàn nhìn thấy hai đám kẻ áo đen đều xông lên cánh tay vừa vung một con chim trà nhỏ nhắn từ trong tay áo của hắn tung cánh bay đi trong móng vuốt túm một khối ánh sáng huỳnh quang bay lượn một vòng trên không trung trong sắc tối vân khanh không nhìn thấy con chim đó chỉ nhìn thấy trong không trung xuất hiện một bóng sáng biết là ngự phượng đàn dùng một phương thức để gọi người của mình thấy trong mắt những kẻ áo đen cũng thấm ra ánh sáng màu đen sau phút chốc từ bên cạnh con đường xuất hiện những người có khả năng đặc biệt toàn thân đều hòa vào trong đêm đen binh khí trong tay bọn họ không đồng nhất sau khi xuất hiện với tốc độ cực nhanh họ mau chóng sát nhập vào trong những kẻ áo đen phân tách sự chú ý của những kẻ áo đen chỉ để lại vài tên chiến đấu với ngự phượng đàn người của chàng đến rồi vân khanh thấy người của nhóm thứ ba xuất hiện đang cùng tranh đấu với những kẻ áo đen của hai nhóm xuất hiện trước mặt thấp giọng nhắc nhở nói rất nhanh sẽ ổn thôi ngự phượng đàn gật đầu những tên thích khách đó phát hiện những kẻ áo đen xuất hiện sau cùng cực kỳ khó đối phó dứt khoát từ bỏ Liều mạng trực tiếp xông thẳng đến giết Vân Khanh. Mục tiêu của bọn chúng đều là Vân Khanh. Cho dù không thể trở về cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Vài mũi kiếm đồng thời đánh về phía Vân Khanh, còn những tên khác quân lấy tay trái cầm kiếm của Ngự Phượng đàn, rõ ràng là không để Ngự Phượng đàn ứng cứu Vân Khanh. Không đơn giản như thế. Ngự Phượng đàn cười ánh trăng xuyên qua cây cối lưa thưa chiếu dọi ý cười quái dị đến mức khó có thể nắm bắt nơi khóe miệng hắn hắn cùng lật hai tay thanh kiếm dẻo đột nhiên giống như một con rắn đâm thẳng vào thanh kiếm đánh về phía bên trái của hắn lực chấn động vừa kéo cùng với tiếng leng keng phát ra khi va vào mũi kiếm bên phải hoa lửa văng ra trong màn đêm nội lực của hai bên trong nháy mắt dốc hết sức ra để tỉ thí nhưng Phật Khanh lại nghe thấy phía sau có tiếng kỳ lạ, giống như lúc bắt đầu nàng nghe thấy ở trong thùng xe, âm thanh phá vỡ không trung vù vù tiến gần. Nàng kéo ngự phượng đàn, gần như theo bản năng, xoay người muốn qua đó ngăn lại. Nhưng ngự phượng đàn phản ứng nhanh hơn, chân khí của hắn tuôn ra, đánh văng ra những mũi tên dài, thu tay kéo Vân Khanh qua. View, Phật, một tiếng là tiếng mũi tên ngắn tách ra, một tiếng lại là tiếng đầu mũi tên đâm vào thịt phượng đàn vân khanh gần như hét lên một cách hoang mang một tay sờ vào phía sau lưng hắn sờ thấy một mũi tên ở bên phải vừa nãy đám người áo đen đó cố ý tập trung sự chú ý của hai người về phía trước còn kẻ áo đen phía sau lại trốn đi bắn tên lén dựa vào võ công của ngự phượng đàn nếu muốn tránh đi chắc chắn không có vấn đề nhưng hắn không tránh đi bởi vì nếu hắn tránh đi vậy thì mỗi tên này có khả năng sẽ bắn tới trên người của nàng không sao lần đầu tiên nghe thấy vân khanh gọi tên hắn như vậy ngự phượng đàn cảm thấy vết thương do chúng tên ở sau lưng cũng không đau trở tay tách một tên áo đen nhân cơ hội đánh lén ra an ủi nữ tử trước mặt vân khanh cũng sẽ không nghe lời của hắn tình hình bây giờ là thích khách đều bị người của ngự phượng đàn giết gần hết rồi chỉ còn lại vài tên đã không làm được chuyện gì Nàng vội vàng xoay ra phía sau người ngự phượng đàn xem mũi tên đó. Vẫn may, máu ở vết thương là màu đỏ tươi, không hề có độc. Rất dễ nhận thấy, thích khách là nhầm vào nàng mà đến, một nữ tử tay không tắc sắt, dùng kiếm đã đủ rồi, không đáng dùng độc. Còn lúc này, người của ngự phượng đàn đã giải quyết xong cả hai đám thích khách, đồng thời bắt sống hai tên trong số đó, giải đến trước mặt hắn. Chủ tử, hai tên này xử lý như thế nào? Ám vệ hỏi. Ngự phượng đàn nhìn hai tên đó, trong mắt nhỏ mang theo một tia ánh sáng lạnh lẽo, dường như một cái nhìn có thể đóng băng lại trái tim của người khác, khiến hai tên thích khách nổi một cơn lạnh dùng mình, chỉ cảm thấy dung mạo tuyệt đẹp đó lúc này chẳng khác gì tu la. Đồng thanh nói, ta sẽ không nói bất cứ điều gì. Không cần nói nữa, một đám là do quận chúa quý thuận phái đến, một đám là do tiết đông hàm phái đến. Vân Khanh đỡ ngự phượng đàn ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hai thích khách đã viết đầy lòng trung thành. Sao ngươi biết? Một tên trong đó nhanh mồm, hỏi lại cực nhanh. Sự nhẫn nại của ngử phượng đàn đương nhiên không tốt, tay của hắn vịn lên trên vai của Vân Khanh, nhưng sắc mặt lại nhìn không ra dấu vết của việc bị thương, mặt không biểu cảm nói, giết chúng đi. Lúc giọng nói vừa dứt, hai tên thích khách cũng lập tức chấm dứt hơi thở của sinh mạng, ngã thẳng xuống. Ám vệ nói, không cần giữ lại làm chứng cứ sao thông thường mà nói những kẻ áo đen ám sát như thế này tốt nhất là dùng để làm nhân chứng vân khanh nhìn ám vệ đứng ở trước mặt tư thế cung kính nhưng toàn thân chỉ lộ ra một cặp mắt từ sau khi ngự phượng đàn từng nói với nàng là bố trí ám vệ bảo vệ nàng nàng biết có sự tồn tại như này bức thư đó cũng là sau khi nàng viết xong dùng cách mà ngự phượng đàn nói với nàng và sự liên lạc của ám vệ để bọn họ đưa đến trong cung điện nơi quận chúa Quý Thuận ở. Những người này đều là thủ hạ của Ngự Phượng đàn, hết sức trung thành với hắn, vì vậy cũng bởi vì nguyên nhân là Ngự Phượng đàn nên trung thành với nàng. Đôi mắt của nàng quét qua thích khách áo đen trên đất, những cao môn ở kinh thành này lẽ nào trong nhà đều có cao thủ như thế này sao? Xem ra kinh thành quả thật không phải là một nơi yên bình. Ngự Phượng đàn dựa vào Vân Khanh, bộ dạng không muốn nói vân khanh nhớ đến hắn bị thương bèn nói thay hắn không cần nữa những tên thích khách này không chứng minh được gì cả câu nói cuối cùng mà tiết đông hàm nói đó chính là bởi vì hôm nay ngoại trừ thực hiện kế hoạch phá hoại danh dự ra ông ta còn chuẩn bị kế hoạch thứ hai nếu kế hoạch đầu tiên thất bại vậy thì trên đường trở về vân khanh sẽ gặp phải thích khách mai phục tóm lại chính là không thể để nàng yên ổn tồn tại trên thế giới này Tiết Đông Hàm có thể phái thích khách mai phục ở chỗ này, đương nhiên đã nghĩ xong cách biện bạch, tuyệt đối sẽ không bởi vì thích khách bị bắt mà ngoan ngoãn nhận lấy tội danh của mình. Còn quận chúa Quý Thuận, Vân Khanh cười nhạt, cho dù nói với minh đế cũng vô ích. Thân phận hòa hiếu kết giao hiện tại của quận chúa Quý Thuận đã trở thành bùa hộ mệnh lớn nhất của nàng ta. Bởi vì nàng ta là thái tử phi của thái tử Tây Nhung, hách Liên An nguyên chỉ đích danh muốn có minh đế chắc chắn sẽ bảo vệ nàng ta cho đến khi xuất giá mới thôi đây cũng là lý do vì sao quận chúa quý thuận lại dám sai người đến truy sát nàng sau khi vừa bị minh đế gian dậy mà không chút lo ngại như thế ngoại trừ sự căm hận điên đảo trong lòng nàng ta ra cái có được chính là sự chắc chắn sẽ không bị trách tội này ám vệ nghe xong lời nói của vân khanh đôi mắt lan tỏa ánh sáng nhìn nữ tử trước mắt lúc nãy khi bị ám sát từ đầu đến cuối đều không lộ ra bộ dạng hoảng loạn thất kinh, thậm chí vẫn luôn rất bình tĩnh. Sự bình tĩnh như vậy nếu xuất hiện ở trên thân thể của người trải qua sóng gió đã lâu thì đúng là bình thường. Như một nữ tử 15 tuổi, đối diện với thời điểm này lại không như thế. Không chút quan tâm, giống như một pho tượng ngọc, bình tĩnh thong dong, không thể không khiến người khác cảm thấy kỳ lạ, ngoài kỳ lạ còn cảm thấy có chút bội phục. Khủ ngự phượng đàn ho nhẹ một tiếng cảnh cáo ánh mắt của ám vệ nhìn cái gì mà nhìn cứ nhìn chằm chằm khanh khanh nhà ta làm gì ám vệ vừa nhìn vào ánh mắt của hắn trong lòng lập tức chấn động vội vàng cúi đầu xuống cơn ghen này của chủ tử thật không công bằng tuy rằng phu nhân chủ tử tương lai xinh đẹp hắn cũng không có ý đồ gì khác nhưng vân khanh nghe thấy tiếng ho của ngự phượng đàn lập tức nghĩ đến vết thương do mũi tên kia chân mày hơi nhíu lên mang theo lo lắng hỏi có phải vết thương rất đau hay không vết thương đau ngự phượng đàn kinh ngạc lập tức gật đầu trên mặt mang theo một chút khổ sở nói không không đau lại ho liên tục hai tiếng vân khanh vừa nghĩ đến mũi tên đó xuyên vào trong da thịt cảm giác đau đớn chắc chắn là không dễ chịu hắn còn muốn giả vờ kiên cường chắc chắn là không muốn để bản thân lo lắng bàn tay nhỏ nhẹ nhàng xoa chỗ gần vết thương của hắn an ủi nói, vậy để bọn họ đưa chàng về phủ trước, sau đó bảo ngự y đến xem vết thương. Ngự phượng đàn vừa nghe muốn đưa hắn đến phủ Cẩn Vương ở Kinh Thành, mắt nhỏ hơi híp lại, hừ nhẹ nói, trong phủ cũng chỉ có một mình ta. Giọng nói của hắn êm dịu, mang theo một kiểu ý tứ nũng nịu, rõ ràng chính là muốn chơi xấu. Nếu là ngày thường, Vân Khanh cũng sẽ phản bác, nhưng đêm nay, có lẽ nhìn thấy lúc đó hắn ở trên ngựa, nói đến túc bắc, trong ánh mắt bộ lộ ra sự cô đơn hiếm thấy. Từ sau 9 tuổi đến kinh thành làm con tin, Ngự Phượng đàn rất ít khi trở về Túc Bắc, phần lớn thời gian đều là một mình sống ở phủ trong kinh thành. Cẩn Vương, Cẩn Vương phi đều không ở bên cạnh, có cũng chỉ là người dưới, cho dù có thân thiết đi nữa cũng không thay thế được tình yêu của phụ mẫu. Vân Khanh nhớ đến lúc mình bị bệnh, là giây phút con người yếu đuối nhất, sẽ mong muốn có người ở bên cạnh không tự chủ được nói, nếu chàng cảm thấy được, ta cùng chàng đến y quán, đi xem vết thương trước, đến lúc đó rồi trở về sau. Đáp án này ngự phượng đàn nghe khá hài lòng, nhưng không phải là điều hắn muốn, thế là hắn càng nhíu mày một cách yếu ớt, khuôn mặt đẹp đẽ bởi vì hành động này càng khiến người khác có ý nghĩ thương xót, tin tức ta bị thương nếu chuyển ra, khó tránh khỏi bệ hạ muốn chất vấn, đừng nên làm phiền thì tốt hơn. Cũng đúng, ngự phượng đàn đưa mình trở về, nếu hắn bị thương rồi, khó tránh bệ hạ sẽ hỏi đến nguyên nhân, những việc đã xảy ra, đến lúc đó không biết lại gây ra chuyện gì. Vân Khanh nghĩ một lúc, chỗ ta cũng có thuốc, có thể giúp chàng rút tên ra băng bó, nhưng chàng như thế này, không thể vào từ cửa chính. Nàng trước kia còn từng giúp người mặt bạc băng bó vết thương rồi, vết thương do mũi tên cũng không khó. Chỉ có điều, lúc trước ngự phượng đàn đều tự mình bay qua tường vào trong, bây giờ bị thương rồi, lúc đứng phải dựa lên người nàng, không biết lát nữa có thể vượt tường được không? Trong mắt nhỏ của ngự phượng đàn lộ ra một vẻ vui mừng sâu thẳm, lại nhíu mày, tuy rằng ta bị thương rất nặng, tang lục có thể giúp ta một tay, bay vào trong không khó. Tàng lục chính là thủ lĩnh ám vệ sắp xếp cho Vân Khanh, hắn đứng bên cạnh nhìn chủ tử biểu diễn làm kiểu, đè xuống dạ dày đang quần quại sôi sùng sục. Một mũi tên ngắn mà thôi, còn không có độc, vết thương nặng hơn thế này chủ tử người cũng đã trúng rất nhiều lần rồi, sao chưa từng thấy người yếu ớt như thế này. Người dựa vào người của phu nhân tương lai như thế này là quá hời rồi, cực kỳ hời, dựa sát đến như vậy, còn nói gì mà bay không được, chính là muốn phu nhân chủ tử tương lai thay người băng bó vết thương, tiện thể lợi dụng điều gì đó chứ gì. Chủ tử, người thật sự quá gian xảo rồi. Nhưng toàn thân tang lục được bao vải đen Vân Khanh nhìn không thấy biểu cảm của hắn, chỉ nhìn thấy ánh mắt hắn lóe lên, nghe thấy giọng nói từ sau lớp vải phát ra, "Vâng, thuộc hạ có thể đỡ chủ tử, sẽ không bị bất kỳ ai phát hiện." "Không tồi." Ngự Phượng đàn trao cho Tang Lục một ánh mắt tán thưởng, ghi nhớ công lao cho hắn rồi. Như thế, đám ám vệ đuổi kịp chiếc xe ngựa chưa chạy bao xa, sau đó đỡ Ngự Phượng đàn, người bị thương rất nặng. Và Vân Khanh cùng lên xe ngựa tang lục hóa thân thành phu xe, để lại một nhóm ám vệ xử lý thi thể. Đến trước cửa phủ phù an bá, đợi sau khi vân khanh xuống xe, tang lục điều khiển xe ngựa đi vòng đến tường bên của phù an bá, sau khi dừng lại, nói, chủ tử, đến rồi. Lúc này vân khanh không có ở đây, ngự phượng đàn cũng không giả bệnh nữa, thực ra tên bắn lên người không phải không đau, chỉ là đối với hắn mà nói, thật sự không tính là gì. Nghĩ trước kia khi còn nhỏ, mắt của ngự phượng đàn bỗng nhiên dừng lại, trong nháy mắt khôi phục lại sự tỉnh táo, nhìn bức tường cao quen thuộc trước mặt, quay đầu lại nói với tang lục, người chắc chắn còn có một đám sát thủ từ trong cung đi về một con đường khác chứ. Đúng vậy, cùng đi với đám người áo đen thứ hai xuất hiện, đến ngã rẽ mới phân thành hai đường mà đi. tang lục trả lời, ngày mai lại có kịch hay để xem rồi. Mắt ngự phượng đàn sáng lên, dường như nghĩ đến chuyện buồn cười gì đó, nhếch khóe môi cười, trong giọng điệu mang theo sự trêu đùa ít ỏi, sau đó nói. Ta đi vào trước, người đưa xe ngựa về trong cung, xử lý hẳn hoi, đừng để người khác nhìn ra manh mối. Vâng, tang lục đáp, ngự phượng đàn lấy sức lực theo đó nhảy vọt. Giữa vạt áo của áo khoác trắng như một cánh hoa lê trắng đẹp bay qua, để lại bóng lưng đang cắm một mũi tên ngắn cho tang lục. Hai khổ nhục kế à khổ nhục kế tàng lục thở dài một tiếng xoay người lên xe ngựa hai tay nắm dây cương chủ tử à mụ biết tên đó người đâu phải tránh không được rõ ràng là từ lúc vừa bắt đầu người chính là không muốn trải qua một đêm dài cô đơn trốn đến chỗ này của phu nhân tương lai Chật chật quá đen tối rồi quả thực quá đen tối rồi tàng lục lắc đầu cả người như phu xe thực thụ đánh xe ngựa truyền ra ngõ nhỏ chạy về phía hoàng cung. Vân Khanh trở về, liền sai người thưa lại với thẩm mậu và tạ thị vẫn luôn đợi tin tức, bởi vì nghĩ đến việc thay thuốc cho ngự phượng đàn, nàng mượn cớ rất mệt, bảo tất cả nha hoàn đi ra ngoài, rồi đi mở cửa sổ, để lúc ngự phượng đàn tiến vào thuận tiện hơn chút. Vừa mở cửa sổ ra, lại cảm thấy cử chỉ như thế này của bản thân quá kỳ lạ, đây quả thực chính là hình tượng trong tiểu thuyết nói, thiên kim tiểu thư đêm hôm khuya khoát, trong khuê phòng nữ tử lén lút hẹn tình lang, bất giác hai má có chút nóng bừng, đặt hai tay lên má làm lạnh chút, ngăn bản thân suy nghĩ lung tung. Mặc dù trọng sinh lần nữa, rốt cuộc trong nội tâm vẫn nhận sự giáo dục của mọi người, tuy rằng không phản cảm với hành động thường xuyên mò vào trong phòng của ngư phượng đàn, cũng không có nghĩa là nàng ủng hộ. Sao vậy? Ngự phượng đàn từ cửa sổ tiến vào, nhìn thấy bộ dạng vân khanh ôm mặt, trong đôi mắt tràn đầy ánh nước, hai má ửng hồng thoạt nhìn đáng yêu muốn chết nghe thấy giọng nói của hắn vân khanh bỏ tay xuống đầu tiên là đi đóng cửa sổ lại sau đó đỡ hắn đi vào trong phòng nàng sẽ không thèm nói cho ngự phượng đàn điều mà lúc nãy mình suy nghĩ lung tung đâu nằm sấp xuống trước ta giúp chàng rút tên ra để ngự phượng đàn nằm úp lên trên giường mỹ nhân mà nàng sớm đã dọn xong vân khanh nói chàng muốn tìm một thứ để cắn hay không lúc rút tên chắc chắn sẽ đau. Ngộ nhỡ ngự phượng đàn kêu lên khiến bọn nha hoàn vây đến xem. vậy thật không hay. tuy rằng ngự phượng đàn nói sẽ cưới nàng, nhưng dù sao giữa hai người không có người mai mối, cũng không có ban hôn, truyền ra ngoài đối với nàng tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì. trong mắt nhỏ dài của ngự phượng đàn chứa đựng ý cười trong veo. không cần đâu, vết thương này ta vẫn chịu đựng được. ừ, đừng khoe tài. Vân Khanh hiểu thói kiêu ngạo trong lòng nam nhân, không nói nhiều, chuẩn bị xong xuôi bột thuốc cầm máu và các loại vật phẩm như băng vải cần dùng sau khi rút tên, dùng khay đựng xong, ngồi bên cạnh hắn. Trong phòng bao phủ mùi hương của Vân Khanh, ngự phượng đàn nằm sấp trên giường mỹ nhân, khóe miệng vẫn luôn chứa đựng nụ cười nhẹ nhàng, cảm thấy vô cùng đẹp đẽ, thế cho nên lúc Vân Khanh rút tên ra, hắn cũng chỉ rên khẽ một tiếng, dường như thật sự cảm thấy không đau đớn gì vân khanh đặt mũi tên ngắn vào trong khay vừa nhanh chóng mở nắp thuốc bột rắc lên vừa dùng ánh mắt còn lại quan sát biểu cảm của ngự phượng đàn tuy rằng sắc mặt có chốt tái nhợt nhưng biểu cảm cũng không phải kiểu rất đau đớn rốt cuộc cũng yên tâm ta băng bó vết thương cho chàng nhé mũi tên ngắn tuy rằng cắm không sâu nhưng mũi tên dài dệt vết thương khá rộng băng bó một chút có hiệu quả cầm máu cho vết thương cũng tránh bột thuốc dính lên y phục ngự phượng đàn nheo mày, vô cùng phối hợp lật người lại, ngón tay vừa kéo chỗ vạt áo, áo cầm bào màu trắng tuyết rộng lớn đó tuột xuống. Còn Vân Khanh đang quay đầu, cúi đầu pha tỷ lệ bột thuốc cầm máu xong, đặt lên trên vải thưa. Điều này khiến ngự phượng đàn nhất thời cảm thấy vô cùng chán nản, Vân Khanh căn bản không quan tâm đến việc hắn cởi y phục sao, bình tĩnh như thế, không có một chút gì chờ mong sao. Hắn cong môi, cởi luôn áo trong, xoay người lại nằm sấp trên giường mỹ nhân. Phủ tiết quốc công Tiết quốc công lường trước đêm nay sẽ xảy ra một việc khiến ông vui vẻ. Sau bữa tối, bèn vào nhà bếp trong phủ bày một bàn đồ ăn nhẹ, bánh ngọt tinh tế, ở trong hoa viên tránh gió trong phủ dẫn theo con dâu lớn hải thị, con dâu thứ hai hoa thị, cùng với tôn nữ tiết liên, tiểu tôn tử tiết hạnh con của tiết đông hàm. Và tiểu tôn nữ tiết thiên con của tiết đông cốc cùng nhau vui đùa nhìn ba đứa cháu trước mặt, tiết liên người cũng như tên, như một đóa hoa sen tuyệt đẹp ở trong sơn cốc, tươi mát thoát tục, nàng rất ít xuất hiện ở những nơi giao thiệp, có thể nói được nuôi dưỡng ở trong khuê phòng, rất ít gặp mặt, lại là cháu gái xinh đẹp nhất của tiết gia, cầm kỳ thi họa không gì không giỏi, nhất cử nhất động đều mang theo phong thái của tiểu thư khuê các. Còn tiểu tôn tử tiết hạnh mới 7 tuổi, đang cầm một trong chóng tre. Chiều tiết thiên ba tuổi xoay vòng vòng, Hoa thị đang nhìn đứa bé, rất sợ nó té ngã. Hải thị lại có chút không yên trong lòng, tối nay tướng công đi ra ngoài, chính là muốn chủ tính một mỹ thiếp trở về. Tuy rằng biết thiếp thất này ở trong nhà cũng chỉ là ở một thời gian ngắn, nhưng trong lòng bà nghĩ thế nào cũng không thoải mái. Một chén trà bưng lên đã lâu cũng chưa đưa đến bên môi. Mẫu thân Tiết liên với dung mạo thanh tịnh đẹp đẽ xuất trần nhìn thấy Hải Thị nhẹ nhàng gọi một tiếng. Lúc này Hải Thị mới nhìn thấy Tiết Quốc Công đang nhìn mình. Sau khi cười một tiếng với con gái, đặt chén trà đang bưng lên xuống bàn, nhất thời không cẩn thận, chén trà đập lên bàn đá cẩm thạch trắng, phát ra tiếng kêu lanh lành, dĩ nhiên là rơi thẳng vỡ nát. A, à, vết thương truyền đến như kim châm. Hải Thị nhanh chóng thu tay lại. Trên món trò là một vết máu nhỏ tuy rằng không sâu, nhưng dòng máu đỏ thẫm ngưng kết thành một cục, trên ngón tay được giữ gìn trắng nõn có vẻ rất chướng mắt. Tiết quốc công nhíu mày, nha hoàn bên cạnh lập tức dọn đi mảnh vỡ trên bàn, tiết liên cầm khăn băng ngón tay cho hải thị xong, dặn dò người đi lấy thuốc bôi. Chén đang yên lành, sao lại vừa đụng đã vỡ nát rồi. Tục ngữ nói chén bát vỡ sản, tuyệt đối không phải là điểm báo tốt. Hải thị nhìn thấy chén ngọc nứt ra đó, trong lòng có chút thấp thỏm lo âu không yên tâm, ngước đầu hỏi, "Cha, có phải thời gian Đông Hàm ra ngoài quá lâu rồi không?" Dựa theo kế hoạch của bọn họ, thời điểm chập tối Thẩm Vân Khanh có lẽ sắp đến nơi hẹn rồi, nhưng lúc này đã cách thời điểm chập tối vài canh giờ. Cho dù Cao Thăng bắt được tại trận, sau đó làn loạn hoàng cung, cũng nên có người truyền tin đến thông báo tiến triển của chuyện này. Nhưng đến bây giờ vẫn không có người đưa tin đến hiện tại tiết quốc công quả thực cũng cảm thấy có chút không đúng, dựa theo tiến độ, có lẽ sớm đã làm ẩm lên, nếu vào cung cũng sớm vào rồi. Tại sao đến bây giờ tiết đông hàm cũng không sai người báo tin về, người ở trong cung cũng không ai truyền tin tức đến, thật sự là quá kỳ lạ. Đúng lúc này, trên một lối đi ở Hoa Viên xuất hiện hai bóng người vội vội vàng vàng, trong đó một người là quản gia nội viện trong phủ, còn có một người, nhìn thấy lạ mắt, nhưng quần áo trên người hắn là đồ mà người dưới trong phủ tiết quốc công đều mặc. Lúc này áo quần sộc sạch, hoảng loạn loạn choạng bước theo sau lưng quản gia, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hải thị lại nhớ được người dưới này, là lúc tiết đông hàm đi ra ngoài, chính là phu xe này điều khiển xe. Bà nghĩ đến dự cảm lúc nãy đột nhiên đến trong chớp mắt kia, đẩy tay của tiết liên ra, đứng dậy đi đến, hỏi, đại thiếu ra đâu? Không quay về cùng ngươi sao? trong tiềm thức bà vẫn hy vọng tiết đông hàm là bởi vì có việc nên không quay về sắc mặt quản gia lúc này cũng vô cùng tái nhợt nhưng ông vẫn kiên trì hành lễ lại nói với tiết quốc công lão gia đại thiếu gia gặp chuyện rồi hai chữ gặp chuyện như hòn đá to lớn nện vào ngực tiết quốc công cau mày trầm giọng hỏi đã gặp chuyện gì sắc mặt của phu xe đó dừng lại trong mắt của tiết quốc công trong lòng đã có chuẩn bị vì vậy ông điềm tĩnh không giống với bộ dạng của hải thị nhưng sự nặng nề trong mắt đã nói lên sự lo lắng quản gia ở trong phủ nhiều năm nhiều năm thấy chuyện lớn nhỏ quen rồi giờ này chưa từng hoảng hốt như vậy còn dẫn theo phu xe đến nội viện chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra quản gia ngước mắt nhìn hải thị sắc mặt đã có chút thay đổi lại nhìn thoáng lên trên người tiết hạnh và tiết thiên đang nô đùa ở phía sau Tiết Liên ở bên cạnh nhìn thấy liền biết sự việc nhất định không đơn giản, nếu không quản gia sẽ không do dự liên tục, bèn dặn dò nhũ mẫu ôm đệ đệ muội muội xuống dưới, bản thân cũng đi theo phía sau. Đình hoa viên mới vừa rồi còn náo nhiệt, trong phút chốc yên tĩnh lại, người còn lại ngoại trừ tiết quốc công, hải thị, hoa thị, cũng chỉ có nha hoàn và Mama thiếp thân cùng với người phu xe đó. Lúc này quản gia mới nói, lão gia, phu nhân, nhị phu nhân, đại thiếu gia bị giết hại rồi hải thị thoạt nghe lời này mắt mở to gần như hỏi theo phản xạ ngươi nói gì đại thiếu gia trên đường trở về bị giết hại rồi phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn